Vâng, nãy không thấy MZ xin chào quý vị các anh chị cô chú ạ. Video ngày hôm nay của MZ thì MZ sẽ phóng to những cái món trang sức của mình, có thể là bằng full cái điện thoại của quý vị hoặc là bằng full cái TV để chúng ta có thể cảm nhận được những cái món trang sức nếu như mà chúng ta được xem qua cái hình ảnh chụp từ xa thì nó sẽ lướt qua biết bao nhiêu là khuyết điểm. Thì video ngày hôm nay MZ sẽ chia sẻ cụ thể với chúng ta muốn tìm hiểu một cái vật gì hay là muốn xem xét một cái vấn đề nào đó thì chúng ta có thể là xem về cái tổng quát, thì đó là sự lựa chọn của chúng ta và đó là cái quyền lợi của chúng ta ha quý vị ha. Rồi mời quý vị các anh chị cùng MZ chúng ta trải nghiệm ạ. Dạ vâng, đầu tiên thì chúng ta đến với cái mặt nhẫn, đá chủ là viên Sphenel và xung quanh là những cái viên đá tắm Ruby. Thì như quý anh chị chúng ta thấy là về chi tiết của vàng, khi mà LNG đã phóng to lên như thế này, tức là cái viên đá nó sẽ to gấp chục lần ngón tay cái của quý vị ở trên màn hình điện thoại, cũng như là trên TV thì nó sẽ gấp to gấp nhiều lần ha. Và với cái phóng đại như thế này thì chúng ta có thể là quan sát được những cái chi tiết của những cái món trang sức được chế tác bên phía LNG. Vâng, thì về cái cách mà để mà phóng đại và phóng to như thế này thì nó là một cái thiết thực để mà quý anh chị chúng ta trải nghiệm được chất lượng về trang sức. Và điều này là điều tối kỵ trong trang sức, trong những cái vấn đề chia sẻ về trang sức, vì hầu như là những cái món trang sức nó đều được làm thủ công ở một số công đoạn, cũng như đá cũng vậy. Và đó là cái vấn đề mà không riêng gì LNG mà người chơi cũng đang quan tâm ha quý vị ha. Và đây như quý vị thấy là về độ bóng và tất cả các chi tiết, ngoài việc đúc ra thì nó sẽ cân đối, nhưng mà làm sao để mà bóng bẩy rắn chắc được đính với những viên đá mà để mà nó có thể hoàn hảo thì nó cần đòi hỏi rất là nhiều từ cái kinh nghiệm, kỹ thuật lẫn cả thời gian của những người thợ kim hoàn thưa quý vị ha, để kết hợp hoàn hảo giữa đá và trang sức. Thì đây là một cái vấn đề đáng lưu ý mà LNG nghĩ rằng là tới thời điểm hiện tại thì chỉ có LNG mới chỉ có thể là chia sẻ với quý vị những cái vấn đề mà thiết thực và cụ thể như thế này. Đây đó, em đi đó, ngại phóng to lên cho quý anh chị chúng ta xem ha, vì những hộ khác thì họ sợ là phóng to như thế này sẽ phát hiện lỗi và những khuyết điểm về trang sức của họ, nhưng mà em đi không quan tâm vì LNG còn có thể là bảo dưỡng cho chúng ta trọn đời và có thể công khai với chúng ta về cái chất lượng của sản phẩm bên mình. Như thế này thì quý vị cũng đã có thể nắm được đâu là sự lựa chọn hoàn hảo cho quý vị ha. Đấy. Những cái chấu nè và những viên đá tắm nè. Chúng ta thấy nè, đó quý vị thấy cái viền đá tắm nè, nó đổ về một hướng là rất là đẹp nè, rất là đều luôn. Cháu thì quý vị thấy là điểm sáng rất là tròn luôn ha. Ở đây quý vị các anh chị chúng ta quan sát giữa màn hình, chúng ta sẽ thấy nè, do cái mặt dây chuyền chúng ta chụp nghiêng và quý vị sẽ thấy là những cái viên đá tắm kết hợp xung quanh nó sẽ đổ nghiêng về một góc, chứng tỏ cho chúng ta một điều rằng là những cái viên mà ở chính diện nè thì nó vào chính diện, còn những viên kia thì nó đầu nó xéo lại lên trên. Đó là một cái mà để cho chúng ta cảm nhận được cái độ đều về bề mặt khi mà được đính những cái viên đá tắm, từng viên đá tắm lên trên cái phần viền của một cái món trang sức. Và ở đây không phải là một món mà bao nhiêu món thì em chỉ có thể phóng to lên cho quý vị xem luôn đó.
to cỡ này được chưa quý vị? Nó bự hơn cái tivi của quý vị cũng như là bự hơn cái điện thoại của quý vị. Thì chúng ta sẽ trải nghiệm được, dù là một cái cọng lông của bánh chổi để mà đánh quật bóng cho trang sức, nó bé gấp 20 lần sợi tóc, chúng ta vẫn còn có thể nhìn thấy được cơ mà. Và những cái mí liền giác của đá cũng vậy, không có sờn hả quý vị ha. Đây là một cái chia sẻ thực tế nè. Đó quý vị thấy không, cái cọng lông ngay chỗ cái găng tay của LG nó bé téo tèo 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 mà quý vị còn có thể thấy ở trên này, thì lỗi lầm gì mà chúng ta không thấy đúng không ạ? Đây đó. Thì khách hàng mà đến với LG thì chúng ta sẽ có được những cái kiến thức để mà chúng ta có sự lựa chọn. Vì khi mà chúng ta ở một cái tầm sang trọng và đẳng cấp thì chúng ta cần phải sở hữu những cái món trang sức thật là đẳng cấp, chứ không phải là những cái món trang sức giá tiền cao nhưng mà chất lượng thì hàng chợ thôi quý vị ha. Rồi mời quý vị chúng ta cùng chiêm ngưỡng những cái món trang sức từ phía em đi ạ. Vâng, và bây giờ thì chúng ta đến với những cái món trang sức. Lúc nãy là chúng ta phân tích về những cái hình ảnh chi tiết của trang sức bên phía chúng ta, và đây là những cái thước phim được quay. Và hầu như nếu như quý anh chị chúng ta yêu cầu mua đá hay mua trang sức hay là muốn mua các vật phẩm gì đó thì chúng ta nên, em chia sẻ nha, nên yêu cầu gửi video. Bởi vì căn bản khi mà gửi một cái video thì trong cái quá trình mà quay á thì họ phải show ra được cái chất lượng của sản phẩm. Còn về chụp thì hầu như là chúng ta cũng biết rằng là ở cái người kinh doanh thì họ ở chủ động, ở thế chủ động, họ sẽ chụp được những cái góc đẹp của nó, và những cái góc khuất thì chúng ta sẽ không thấy ha quý vị ha. Và đây là những cái thước phim, thì như quý vị thấy là chiếc nhẫn nữ vàng gold, đá chủ là spinel và những cái viên ruby tắm rất là đều và rất là đẹp, được chế tác từ phía LG, làm nên một cái món trang sức khá là đẳng cấp cho chị em phụ nữ luôn ha. Và tiếp theo thì chúng ta đến với một cái mặt dây chuyền cũng vàng gold, và đá chủ là một viên hạch anh tím, và được đính những cái viên đá tắm xung quanh. Vâng, thì về phía LG thì từ xưa đến nay quý vị, các anh chị cũng biết rồi, về đá và trang sức cả hai bọn chúng đều được bảo dưỡng trọn đời cho người dùng. Đó là một cái tấm lòng mà tri ân mà LG ngấm ngầm gửi đến cho khách, vì căn bản là chúng ta sử dụng phong thủy không chỉ là một ngày hay một bữa ha quý vị ha. Thì LG biết rằng là quý anh chị chúng ta không hẳn là ai cũng sử dụng phong thủy, đôi khi là chúng ta dùng để đi dạ hội hay là đi tiệc tùng, hoặc là chúng ta dùng để làm trang sức tăng cái vẻ đẹp của chúng ta lên. Thì dù là cái gì đi nữa thì LG cũng gửi tấm lòng của mình, đó là sự tri ân về đá lẫn trang sức trọn đời cho quý vị. Thì ở đây quý anh chị chúng ta thấy về chất lượng và về những cái quyền lợi của quý anh chị thì LG đã bao hàm hết cho chúng ta rồi ha. Và cái mà LG cần đó là thời gian để mà phục vụ cho quý anh chị. Tiếp đến thì chúng ta đến với một cái mặt dây chuyền nữ nữa bằng gold, và đá chủ là một viên tô 3. Nãy giờ quý vị, các anh chị chúng ta thấy 4 món đúng không ạ? Cũng đều của một khách quý vị ạ. Và khách như bên phía LG thì quý vị thấy là tại sao những cái video LG tung lên, khách của LG đa số là mua 5-7 món, vì họ cảm được cái phong thủy và họ cảm được cái chất lượng cũng như là những cái quyền lợi mà LG mang đến cho khách hàng của mình. Ngoài việc bảo dưỡng trọn đời cho những cái món trang sức trên thì LG không quên là khai vận và một số thủ tục để làm cho những cái món trang sức của chúng ta với những cái viên đá thật là may mắn. Và kèm theo đó là thanh tẩy năng lượng, vì mỗi một dòng đá thì nó có cái dòng năng lượng để hỗ trợ cho sức khỏe con người, và việc làm sang thì nó ở phần quý vị cũng như là LG cho chế tác. Còn về phong thủy thì chúng ta dùng đúng là được ha quý vị ha. Tiếp theo thì đến với một mặt dây thạch anh tóc của một anh trai dành tặng cho con trai của mình. Và thạch anh tóc vàng này thì hoàn toàn là thiên nhiên và tự nhiên, bao giám định trên toàn địa cầu ha quý vị ha. Vâng, thì kênh Đá Phong Thủy LG luôn luôn chia sẻ cho chúng ta những cái quyền lợi, những cái lợi ích và những cái kiến thức cho khách hàng. Thì mong rằng là quý anh chị chúng ta
cùng LNG, chúng ta đồng hành cùng LNG và chúng ta yêu thương LNG quý vị nhé.